thì mình sẽ nói về cái vấn đề mà quản lý trong cái doanh nghiệp, mà đặc biệt là cái doanh nghiệp mà khi mới khởi nghiệp, cái doanh nghiệp mà có vốn là chưa lên sàn hay là bé hơn 10 tỷ đồng ấy. Thì vừa rồi có một người bạn của mình, bạn ấy tâm sự là sếp bạn ấy không tốt, có nhân viên lại là hay mâu thuẫn với nhau, thì làm như thế nào để tránh cái điều này? Thì mình có trò chuyện mà mình hỏi bạn ấy, mình phát hiện ra rất nhiều điều mà cái vị giám đốc hay là cái vị lãnh đạo của bạn ấy là không tốt, làm chưa được nhuần nhuyễn, chưa 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 được phù hợp. Thì nó có những yếu tố sau đây, liên quan đến 6 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cái yếu tố là cái văn bản, cái quy chế khi mà cái người sếp ấy thì cần phải ban hành một cái quy chế, cái nội dung sao cho nó phù hợp với từng nhân viên, với từng từng phân cấp trong cái công ty đó. Chẳng hạn là chúng ta có thể phân ra là người lao động, người lao động văn phòng, người lao động phổ thông, người lao động trong lĩnh vực bảo vệ an ninh. Thì chúng ta phân cấp ra, chúng ta cần phải có một cái quy chế rõ ràng, chúng ta cần phải có một cái văn bản cụ thể, chúng ta cần phải nêu rõ chức năng và nhiệm vụ của từng từng khu vực, từng phòng đấy. Ta ví dụ như nhiều công ty ấy, mà khi mà vào một cái nơi nào đó thì người ta buộc phải phải có giấy giới thiệu, buộc phải có thẻ của công ty xác nhận thì nó mới cho vào đấy. Thì trong quy chế công ty đã quy định rõ điều này và tất cả các nhân viên phải làm theo, chứ không là nó sẽ loạn đấy. Đó là điều đầu tiên. Đấy. Cái điều thứ hai trong khi mình trò chuyện với bạn mình ấy, mình thấy là bạn ấy nói như thế này này, sếp của bạn ấy chuyển bạn ấy sang một cái phòng mới, và tại cái phòng đó thì bạn ấy cảm thấy là không được phát huy, không được phát huy năng lực, và cái cấu trúc cũ của nó không còn tồn tại nữa, nghĩa là nó mọi người nó mất đoàn kết rồi. Thì tại sao lại như thế? Thì mình trò chuyện mình phát hiện ra như thế này này, tức là cái vị sếp đấy đã chuyển một người từ cái văn phòng cũ sang một cái văn phòng mới, nhưng mà toàn những người cũ đó, các bạn hiểu không? Nghĩa là cái vị sếp đó đưa nhân sự bên ngoài, thay vì đưa nhân sự bên ngoài vào cái phòng mới vừa thành lập đấy, thì lại đưa chính chính những người từng từng ở cái văn phòng cũ ấy, từng ở cái phòng ban cũ ấy vào. Và như thế thì nó đã phá vỡ đi cái cấu trúc, cái cấu ban đầu đi, và giữa các văn phòng phòng ban với nhau nó có sự cạnh tranh, và chúng ta thêm vào như thế thì vô tình là nó phá vỡ đi cấu trúc đi, nó làm mọi người mâu thuẫn giữa giữa những người trong công ty, trong cái phòng ban nó gia tăng lên. Do vậy khi mà chúng ta thành lập phòng ban mới thì chúng ta cần phải lấy nhân sự bên ngoài công ty, bên ngoài cái phòng ban, bên ngoài cái lĩnh vực mà của chúng ta đấy, để đảm bảo cấu trúc của công ty đấy. Yếu tố thứ ba đó là bạn ấy trong cái vấn đề mà nước non, trong cái vấn đề mà chi phí không vâng ấy, văn phòng phẩm ấy, thì công ty bạn ấy là làm là chưa tốt và chưa có một quy chế nào quy định việc này cả. Thì làm như thế nào để tránh được cái hiện tượng này? Đó là chúng ta cần phải ban hành một cái quy chế công khai, minh bạch. Chúng ta phải quy định là ví dụ như là nếu mà cái nhân viên nào đó trong công ty mà
nhà có ma chay chẳng hạn, thì công ty xuất ra một cái quỹ tiền nào đó để đi điếu, thì còn mọi quy định rõ ràng, công khai và minh bạch ngay từ đầu cho nhân viên, phổ biến rộng rãi cho nhân viên. Đấy. Và nó phải được ban hành dưới dạng là quy chế, dưới dạng là văn bản đàng hoàng chứ không phải là lời nói miệng. Đấy. Và khi mà một điều nữa đó là nếu mà các chi phí, ví dụ như là chi phí nước non này, nước uống này, văn phòng phẩm này, chi phí ma chay, nguyên vật liệu, tiền lương này, vân vân này, thì chúng ta cần có một cái cơ chế minh bạch. Còn trong vấn đề chung ví dụ là văn phòng phẩm, nước uống vân vân, những cái chi phí đó thì cần phải có một cái quy định, mà quy định đó áp dụng cho tất cả các nhân viên, tất cả trưởng phòng, nhân viên vân vân là như nhau và giống nhau, như thế thì nó mới phù hợp và nó mới hợp lẽ, nhân viên mới tuân theo được. Đấy. Một điều nữa đó là doanh nghiệp mà khi mà mới khởi nghiệp ấy, hoặc là doanh nghiệp nhỏ tư nhân ấy, thì họ luôn luôn có sự là mâu thuẫn trong cái vấn đề đồng cấp. Họ hay nói cái người Việt của chúng ta hay nói xấu này, không thích chia sẻ công việc đâu, mà thường hay ích kỷ, đúng không? Thì chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề này nó như thế nào, rồi chúng ta đưa ra cách thức giải quyết minh bạch cụ thể. Khi mà người sếp, cái người lãnh đạo ấy, giao việc ấy, thì cần phải giao việc một cách cụ thể, giao việc một cách rõ ràng, mô tả công việc dưới dạng văn bản đấy, cho từng vị trí, cho từng, phù hợp với từng đối tượng đấy, tránh mâu thuẫn này, tránh trùng lặp này, tránh bất đồng về vấn đề quyền lợi này đấy. Còn vấn đề mà người đồng cấp ấy, tức là những nhân viên với nhau ấy, cùng cấp với nhau ấy, vào trong vòng 1-2 năm chẳng hạn, thì giải quyết như thế nào, là chúng ta cần phải luôn luôn có một tinh thần học hỏi. Chúng ta vì một mục tiêu chung và không nên quá háo danh. Người Việt thường thường là thích được khen này, thích so sánh ghen ghét với nhau này. Chúng ta gạt bỏ những cái đó đi. Chúng ta phải luôn có tinh thần cầu tiến, học hỏi lẫn nhau và cùng vì một mục tiêu chung. Vấn đề thứ năm đó là vấn đề quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, đúng không? Cái này nó phù hợp với cái người sếp, người lãnh đạo, người trưởng phòng, đấy, người tuyển dụng. Thì đầu tiên ấy là quy định về bằng cấp này, thì phải có kinh nghiệm bao lâu này, lý lịch của cái người tuyển dụng, cái người mà tham gia tuyển dụng nó như thế nào này, sức khỏe của họ ra sao này, đấy, bằng cấp họ có những gì này, chứng chỉ tin học như thế nào này, chứng chỉ tiếng Anh ra sao này, đã có kinh nghiệm chưa? Đấy, ta cũng quan tâm những cái đó. Bước tiếp theo là mình nhắc nhỏ cho các bạn biết. Nó nhỏ cho các bạn biết là tất cả mọi nhân viên ấy, khi mà mọi người mà tham gia tuyển dụng ấy, thì khi mà bạn nhận vào công ty của bạn rồi thì bạn phải đào tạo lại, đào tạo thêm, đào tạo bổ sung cho họ. Nghĩa là các bạn phải luôn luôn đào tạo họ. Đấy. Phải đào tạo họ. Đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn. Đấy. Còn phải xem rằng là họ làm được việc hay không nữa. Đấy. Rồi mới sắp xếp vị trí cho nó phù hợp. Còn việc chúng ta đào tạo ấy, nó còn phải phù hợp nữa. Phù hợp như thế nào? Ví dụ như là chúng ta tuyển cái nhân viên này vào vị trí là trưởng phòng chẳng hạn, thì chúng ta phải đào tạo họ sao cho nó phù hợp với cái trưởng phòng đấy. Đấy. Và không thể nào tránh khỏi được cái việc đào tạo lại, trừ khi cái vị trí đó họ đã có kinh nghiệm rồi, trừ khi cái vị trí đó là họ đã từng làm rất nhiều năm rồi. Và trừ một trường hợp nữa, đó là trường hợp họ đã có
họ là chúng ta tuyển dụng vị trí là giám đốc, vị trí là phó giám đốc v.v. thì những vị trí đó chúng ta không cần phải đào tạo, không cần phải đào tạo lại cho họ, mà lúc đó chúng ta chỉ cần là xem xét chế độ tưởng lương như thế nào này để họ cống hiến cho chúng ta. Đấy, chúng ta có thể xem xét ngắn hạn cho họ, phổ biến mô tả cho họ cái công việc mà họ cần phải đảm nhiệm, thế là hết, chúng ta không cần phải đào tạo họ. Đấy, đó là đối với trường hợp lãnh cái vấn đề lãnh đạo mà ở cấp cao. Cái vấn đề thứ sáu, vấn đề cuối cùng, đó là vấn đề đa cấp hay không đa cấp. Nhiều công ty khởi nghiệp ấy thường tránh cái vấn đề đa cấp hay không đa cấp. Thực ra đa cấp là một vấn đề rất tốt, đa cấp là vấn đề tốt, nhưng mà Việt Nam mình áp dụng sai cách, cho nên đa cấp vô tình nó là một cái liều thuốc độc cho người Việt mình. Đa cấp hiện nay người ta chỉ chú trọng về hình thức, chú trọng về quy mô, người ta cố gắng mở rộng quy mô vào, cố gắng lôi kéo càng nhiều càng tốt, mà họ không quan tâm đến chất lượng, đến cái nhu cầu thực sự của người tham gia. Thì như thế nó không tốt. Và đối với các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, thì nếu chúng ta đa cấp, chúng ta tham gia mạng lưới đa cấp được thì cứ tham gia, nhưng mà chúng ta phải xem xét sao cho nó phù hợp với Việt Nam, phù hợp với ngữ cảnh hiện tại, phù hợp với công ty, và nó mang lại lợi ích cho nhiều người, chứ không phải là chúng ta cứ cố gắng mở rộng hình thức ra, cố gắng làm cho nó bành trướng, cho nó thật mạnh ra. Đấy, đó là 6 vấn đề mà mình muốn đề cập. Và kết thúc 6 vấn đề này thì mình chúc các bạn quản lý doanh nghiệp cũng như là các bạn nhân viên văn phòng ấy, đặc biệt là bạn của mình, khi mà xem cái video này thì có thể rút kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình.